Tin từ Ủy ban Nhân dân xã Tà Phời, đến ngày 20 tháng 8, việc dọn vệ sinh môi trường khu dân cư Phời 3 do sự cố vỡ cống thoát nước tại hồ xả thải nhà máy tuyển quặng Đồng Tà Phời đã cơ bản hoàn thành. Ngay sau khi xảy ra sự cố, Công ty Cổ phần Đồng Tà Phời phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã, các lực lượng và cơ quan chuyên môn khẩn trương khắc phục điểm vỡ cống để ngăn bùn thải chảy ra môi trường, huy động gần 500 người tham gia thu gom bùn quặng, đất đá, khu vực hạ lưu cống tràn ngang tỉnh lộ 156B, sửa chữa hệ thống điện, nước bị hư hỏng, hỗ trợ dọn bùn quặng, vệ sinh nhà cửa, phun thuốc khử khuẩn tại thôn Phời 3. Để đảm bảo hệ thống thoát nước mặt cho hồ thải, ngoài việc thi công hai tuyến mương xung quanh hồ, Công ty Cổ phần Đồng Tà Phời cũng tiến hành hoành triệt tuyến cống D2000 bằng phương pháp bịt hạ lưu cống và khoan lỗ trên đỉnh cống để điền đầy bằng bê tông. Sau đó lắp đặt hai tuyến ống nhựa HDPE D800 thay thế.